tục buổi trưa của ngày 21 nha anh em. Trưa hôm nay thì cũng như thường lệ thôi, cứ ngày nào cứ gặp em là gặp đồng Mỹ nha anh em. Quần áo đã qua sử dụng, đây là lô quần sa mạc ba màu bụng 88. Anh em mà bụng 90 là phải kéo căng hết cỡ mới được ha. Dài quần 108 em kéo căng hết cỡ có được 90 không nhá? Rồi, kéo căng hết cỡ là được 90. Kịch như thế này này. Tức là anh em mà ăn no mà kéo căng như vậy nó cũng hơi kích, phải xịt cái nút ra. Dây chà còn chất vải cơ kỳ 6 túi hộp đều màu, hàng cấp phát nha. Rồi, con này là 93-95% chốt cho mẹ em 500.000 mã 70. Anh em mở hàng đầu like giùm em ha. Tiếp một cái quần chống khủng bố, hàng của Mỹ nha anh em. Chất vải con này là chất vải chống cháy, nó dày và nóng. Anh em bận vào mùa đông thì ok ha. Cái bụng của nó là 76, căng hết cỡ mới được 78. Dày nha, con này mà chơi hàm xì thì đỉnh nhất của đỉnh luôn. Dài 104. Cái quần này bình thường em hay bán những con áo compact có màu này. Anh em mà mua con này vài bữa được mua thêm một con áo nữa là làm một bộ rất là đỉnh. Nói chung là chơi khủng bố là rất là đỉnh nha anh em. Chất vải giảm caro mà chất vải chống cháy. Cái này còn gọi là mình chơi hàng độc đó, hàng hiếm đó. Con này cũng 93-95%, 600.000, mã 71. Không có lầm lỗi gì hết nha anh em. Có một cái quần mưa của Không Quân hàng Mỹ này. Không Quân đang mới và đẹp lắm anh nha. Mưa này là mưa to không có ướt đâu. Con này là size medium regular. Tem của nó màu xám xám. Em đo phần to nhất, còn nhỏ là free size nha. Anh em có thể rút lại vô tư bao nhiêu cũng được hết. Cái bụng to là 100 anh em rút lại 80 vẫn được luôn. Đây nó dùng bằng dây kéo nhựa. Hey, mới kem nhưng mà vẫn có một chút dơ ở đây thôi. Mới kem nhưng mà vẫn có bị dơ một chút ở sau mông này này. Cái quần này là quần của đặc nhiệm. Thông thường cái quần mưa là không có túi nha. Quần này có túi. Có những con mà hên xui, anh em bục được mấy cái con đặc nhiệm thì anh em mua được quần đẹp. Còn không thì anh em mua mấy cái quần không có túi hộp. Vậy thôi. Quần này mới lắm, chỉ có bị dơ chút chỗ này thôi. 400.000 nha anh em. Chốt em 400.000 mã 69. Tiếp một con áo của Hải Quân mùa đông anh em ạ. Ở trong này là một lớp nỉ độ ấm. Con này anh em chỉ bận từ 15 độ trở lên thôi. Còn dưới 15 độ là teo ri á. Dài áo là 72, hàng cấp phát anh em. Hàng cấp phát này. Cái màu của nó nhìn nó không có mới. Cái màu này màu xanh mà kiểu nó nhạt nhạt, nó yếu đuối mà. Mấy cái màu xanh kia nó xanh đen, xanh xì à. Nhưng mà con này là để em cho anh em coi cái màu đen của nó, màu xanh của nó này, để mình nhìn thấy được cái độ màu xanh nó khác nhau. Đấy, thằng này xanh đen như thế này, thằng này xanh đen như thế này thì nó nhạt, nó yếu hơn. Yếu hơn nhưng mà nó trẻ trung hơn, chứ không phải yếu hơn. Tức là mình so với thằng đó thì mình nói yếu hơn, nhưng thằng này nó non nớt hơn chút, trẻ trung hơn chút. Hai túi trên và hai túi dưới. Cái dòng này là thuộc về dòng của thằng Philot nha. Ở ngay cái cổ tay nó hơi dơ một chút đó. Sau đều. Con này còn gọi là Philot tàu sân bay nha bà con. Còn con kia là Philot trực thăng. À, Philot của Không Quân. Ở đây có dơ một chút. Nói chung là con này có nhiều cái dơ nhỏ nhỏ như dơ đất thôi, anh em về giặt giùm em cái. Dài áo là 71. Con này nó tuy mà nó ấy nhưng mà nó có lại có cái phong cách khác à. Phong cách khác, hai túi trên, hai túi dưới. Cái màu thì nó non yếu hơn nhưng mà cái phong cách của nó là mạnh hơn. Mạnh hơn. Rồi con này là 70-80kg và chốt 600 mã 68. Anh em bận áo bô dông là cái form bô dông anh em bận nhìn nó yếu hơn hả? Nó còn yếu hơn. Nhưng mà cái kiểu dáng này thì nó mạnh hơn.
màu thì nó yếu hơn. Rồi trước cái quân hải quân của lính Mỹ, dòng này là dùng bằng giấy kéo nha, giấy kéo đồng này, nó gồm 6 túi có bò mông, cái bụng của nó là 80 và căng hết cờ là 90. Ở trên lưng chỗ này nó bị buông chỉ ra một chút này, anh em có thể đun nó vào khâu cái mép này lại một chút thôi, nó bung có một chút ép à. Ở sau có một cái tem này, nó hơi nhăn vì là chưa thẳng. Rồi dài quần là 104. À ba ơi cho vi ra chứ ba. Rồi quần rất là xanh đều nha anh em. Con này chưa có vết gì hết, 96%. Chưa có một cái vết gì hết, gọi là kể cả cái vết ủi ly của nó không có luôn. 300.000 mã 67. Quá rẻ không? Rẻ hơn một cái quần sọt luôn. 300.000 mã 67. Tiếp cái quần rần ri vải caro 6 túi hộp. Cái bụng quần nó là 76. Anh em căng hết cỡ là 78 nha, nhưng mà 78 là phải xịt nút ra đó. Dài là 96. Quần này chỉ có 50 cô tông thôi này. Màu này gần giống màu bạc nha. Bà con anh em nào thích chuộng màu bạc nhấm nhé con này giùm em. Đều. Con này 93-95% thôi, không có được 96 nha. Chốt giùm em 400.000 mã 73. Màu gần như màu bạc, nói tóm lại là nó thuộc hệ màu bạc. Tiếp một con bịt kích. Bịt kích này là bịt kích tâm x chứ. Kích tâm x. Dòng này không có bỏ mông nha anh em. Nói bịt kích là nó 100 cô tông, bùng 78 và căng hết cờ là 80. 80 là bần hơi cực lắm ạ. Dài quần 102. Cái quần này là không có mới lắm nữa đâu, nó quát hết rồi nè. Với cái đường này là nó có quát hết rồi nè, anh em dòm nhìn cái like của nó cũng quát nè. Nó là được một cái là biệt kích 100 cô tông. Ở đây lũng một lỗ cho bá lửa nha anh em. Vết in nút nè. Nói chung là phải biết tâm lý là nó đã quát hết rồi nha. Nó chỉ diệt được một cái hơn rần ri, nó là biệt kích chứ không phải là rần ri. Thứ hai nó là 100 cô tông, cho nên anh em nào sưu tầm con này thì rất là thích lắm. Thích lắm. Dơ này. Nó là tầng lớp hơn rồi tầng lớp trên của thằng rần ri nha anh em. Ở đây lũng một lỗ này, dưới này đều. Rồi đều. Có cái là quát đều thôi. À cái like gì nó quát đều luôn. Quát đều ở sông mông này có mấy cái chấm dơ này. Dơ này à. Bịt kích túi vuông. Con này là bịt kích túi vuông, không phải là bịt kích túi chéo nha. Nhưng mà đặc biệt ở ngay cái túi này thì nó bị dính cái sơn nước á. Sơn nước nghe em. Bịt kích thì phải 100 cô tông thì anh em thấy. Nhưng con rần ri mà 100 cô tông thì nó cũng phải nằm từ 600 trở lên phải không? Con này đồ mới chỉ được 85%, 500.000 mã 65. Anh nào mà mua một con áo bịt kích rồi, áo bịt kích này thông thường em hay bán đâu, thì mình cút cái đồ cũ của nó, cút thành quần nữa là thành một bộ. Thế một quần multicam vải thường, bụng của nó là 68 và căng hết cỡ là 82, 68. Căng hết cỡ là 82, tức là người size X small với small 75 tới 80 thôi. Rồi dài quần là 96. Dài quần là 96. Dài 96. Trên này xuống đều. Ở chỗ này nó chấm mấy chấm mực ạ. Có mấy cái chấm như mực nhưng mà nó trùng màu với quần anh em ạ. Rồi qua bên này cái đầu gối nó bị quỳ một phát bạc bạc rồi này. Em nhìn thấy có một vết bạc bạc đấy, em hơi nhẹ thôi. Còn bên này không có nha. Một bên thôi. Một bên, một bên. Con này ai vừa nhỏ vừa thấp. Quần này là đừng có nói 6 túi nha, 8 túi. Rồi con này là 93%, 400.000 mã 74. 74 nha anh em.
400.000. Tiếp con này là 100 cô tông này. Chất vải rần ri caro mát nhẹ. Cái bụng là 90, con này bao 100 cô tông luôn, cực kỳ mát nha, dài có 96 ở đằng. Con này nó dài lắm nên nó bị cắt mất, ông này ông lùn ông cắt mất khúc rồi. Lên like rồi. Dài có 96, ai mà thấp như vậy khỏi phải lên like nha. Anh em coi này, con này đã cắt rồi á mà vẫn còn giá 500, nhưng mà rất là mới, 100 cô tông. Còn con kia quần biệt kích nó cũng là 100 cô tông, nhưng nó là vai anh của thằng này, cấp bậc nó cao hơn thằng này. Nó lỗi lũng rách, có nghĩa là phần trăm của nó còn 85% mà nó 500.000 ấy. Cái quần này cũng bị lũng, bị cắt mà 100 500.000 ấy. Anh em so sánh nha. Con bác này 100 cô tông. Mấy con này rần ri thì khỏi cần nói gì hết, chỉ cần kiểm tra 100 cô tông là được thôi. Anh em ha, mới phải thừa nhận con này mới tem. Bẩn con này thì cảm giác ai đã từng bẩn 100 cô tông thì không có sờ tới 50 cô tông được nữa. Bởi vì nó nhẹ, mát, cảm giác rất là thoải mái, nghiền luôn. 500 mã 72. Anh em nào bẩn là nghiền luôn á, em đảm bảo á. Lần sau không cứ buộc cái quần cứ đòi bẩn hoài nha con. Người mà cứ thích cái gì bẩn cái đấy là sẽ bị như thế. Còn con này cũng mới kèm mà nó to và nó dài từ chân em lên tới đây này. Mới kèm, quan trọng vừa cái lưng nha anh em. Còn cái chiều dài này mình hớt đi, nó chả có dính dáng hay gì hết. Chỉ có túi hộp nằm trên này thôi. Cắt bớt, mất 10.000. Cái bụng là 94, căng hết cỡ là 100. Mới kén xà beng chưa có sử dụng luôn, nhưng mà 96-98%, dài 118. Chốt cho em 350, mã 66, về cắt đi 10 phân anh em. Ai mà kỳ tính không thích bẩn lại quần thì chốt con này, mới nhất nhưng mà nó dài, cắt lại. Tiếp một con áo nỉ của Mỹ nha anh em. Con này là một lớp. Tại sao em nói một lớp? Có những con ở ngay cái cổ này nó có hai lớp này, may lớp trong và lớp ngoài. Con này chỉ có một lớp thì nó gấp như thế này nhá. Và trên cái bả vai này thông thường hai lớp nó cành lên, và con này chỉ có may một lớp thôi. Và con này có lông lông nhiều, không biết lông gì, lông mèo. Vai 46, dài 72. Áo của Mỹ nha anh em, bao hàng của Mỹ nha. Về giặt giùm em cái rồi, màu cổ úa, đẹp, mới, 95-96% được luôn, 400.000 mã 64. Con này anh em chỉ cất vào mùa đông thôi, mùa hè đừng có bẩn nha. Ai mà bẩn vào mùa hè thì chắc chắn là giảm cân thôi, chứ còn mùa hè mà anh em bẩn con này thì có người lại sờ trán á. Con này là 65, 55-65. Mùa đông rất là cần anh em ạ, ấm lắm. Em bẩn em không dám bẩn luôn, mà lông lá gì mà lâu lâu nó có một vài con lông khinh hồn thì. Mã 64 nha anh em. Rồi em lên tiếp một con áo của Lính Anh này. Áo này áo mùa hè ha. Hôm qua hôm kia em lên một con áo mùa đông, nó dày như M65. Con này mùa hè cực mát luôn. Nó mò con mùa đông là 4 túi. Đúng rồi. Con này hai túi trên thôi, nhưng mà túi nó cũng túi chéo à. Vai của nó là 44, dài áo 73, 44-73. Khỏi cần review nha. Bao đẹp, bao không dơ, không lụng rách. Bẩn con này vừa mát, dễ chịu lắm này. Con này là 70-75kg. Nói chung là 65-75kg. Đẹp, 95-96% được luôn. Chốt chùm em 250 mã 60 của Lính Anh nha. Của Lính, Lính Anh không phải là của anh. Chốt chùm em mã 60. Tiếp một con áo compact multicam có dây kéo cổ này anh em. Kéo cổ ha. Kéo cổ thường nó mắc hơn đằng kia nha. Nhưng mà đặc biệt thông thường em bán cho anh em là bên bắp tay của nó là bằng vải,
vải thường, nhưng mà con này đặc biệt là vải chống cháy. Hai bắp tay hai bên này vải chống cháy, ở đây là vải thun và dây kéo lường là 7-800 vào. Con này của hãng Chuspec, size M, hàng của Mỹ à. M như em thường hay nói với anh em là 60-65 bẩn thoải mái, 70 thì bẩn body, nhưng mà con này em nghĩ là 50 bẩn thoải mái. Đây rất là mát. Bề ngang cũng 50-51 nha anh em. Cái thằng ở bên này chất vải chống cháy cho nên nó nhìn nó buồn buồn, nhìn nó cũ nhưng mà nó không cũ đâu. Dài áo là 73. Giờ nó phần trăm con này em chỉ cho 93% nhé. Bởi vì cái vải chống cháy ít khi mà làm cho em cảm nhận được nó độ mới cao lắm. Cái màu bị mắt như mắt trẻ con, nhìn cái là tự nhiên nó buồn. 550 mã 63, quá rẻ. Nó bình thường là 7-800 mà con này bán 550 thì có gì đâu. Thế này bằng một con áo combat của cổ lọ. Tiếp một con quần 100 cô tông màu xám, không biết túi vuông hay túi chéo, chưa có coi này. Túi vuông tem xanh, bụng của nó là 88 nha anh em, 86 căng hết cỡ là 88 và dài quần là 106. Bên này đều có đai đôn hết nha, quần nó còn hơi nhăn thôi. Túi vuông về anh em tút lại giùm em cái. Còn tem thì đang còn rất là mới này, tem quanh như cái vỏ đầu. Size medium regular 100 cô tông này. Cái 100 cô tông nó nằm ở trên hàng đầu, trên cùng á. Căng ra cho anh em dòm phát cho nó thấy. Cái tem nó cũng nhanh luôn. 100 cô tông nha. Con này giống như chất liệu vải và giống anh em có thể nhầm lẫn như quần túi chéo thôi. Và con này lại đặc biệt lại bị lỗi ở cái góc này nữa chứ. Cái này chắc chắn là hồi nãy em lên giá không có thấy rồi. Đây, anh em dòm cái hàng nút này, ông này ông khùng tỉnh rồi. Đảm bảo luôn. Tức là cái hàng nút này này, anh em nhìn thấy cái hàng nút ở trong khi mình cài không? Xài hàng nút ông này tới giờ ông bứt quá, không mở kịp nữa. Mở không kịp, giật luôn. Giật mà nút này của Mỹ nó đâm chặt lắm, không có ra, tức là rách vải luôn. Trời ơi là trời, cái thằng này giật bay cả cúc luôn, trời sốc vậy. Nhưng mà anh em mạng lại giùm em, khi mà anh em cài cúc thì nó che hết, không có thấy. Nhưng mà đừng có khùng như người ta nha, mình phải mở từ từ. Trước khi mình đau tiểu thì mình đã gỡ ra rồi, chứ đừng có để nước tới bờ mà chạy thì mất như ông này luôn nha. Mấy anh em cứ nước tới nơi mới chạy là coi như tiêu. Mở không kịp nữa, giật cho nhanh. Từ trên này xuống là đều nha anh em. Chưa có thấy gì hết. Đều nha. Qua bên này thì có một vết dơ này. Hai vết dơ này. Ở trên này lủng một chỗ. Chỗ này ngay cái túi nó có lủng một chỗ này. Có lủng một chút này. Và cái nắp nút hai lỗ lũng nha, 1, 2. Rồi ra đằng sau mông, con này bình thường em bán 1,5 triệu đó. 100 cô tông nha anh em. Có một chút dơ nhẹ nhẹ thôi. Cái dơ 2 chấm dơ này đó. Dơ nhẹ nhẹ. Bên này cũng có. Cái này là dính như kiểu sơn á. Sơn hay là cái gì á. Đây nhá, chỗ này mới nhiều hơn này. Trên này thì đều. Mấy cái này nó mới cho nên là mới khui cho nên là. Nhưng mà báo cáo là con này cũng không có mới lắm nữa đâu. Nó chỉ là màu xanh xám thôi. Cái vết in nút này thì không có này. Nhưng mà qua cái lỗi đó thì ta cho nó không có mới. Ở dưới line này nó còn bị lỗ một lỗ nữa này. Tức là con này từ 90% nhé. 90%, 600.000 mã 62. Anh em mạng lại thì còn ngon lành, nói chung là màu đều, màu đều.
Ở bên này cái túi này là tay nhạy cảm nhất. Anh em nhìn kỹ lại cái phần này giùm em. Tay là chuyên sọc vào thì cái phần này này. Đấy. Anh em nhìn cái đường 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 mòn của nó nha. Đường hay đi, đường mòn nhất ha. 600.000 mã 62. Mã số 2 nha. Một con cuối cùng là M51. Con này là M43. Con này là đời này chưa có dây kéo, xài bằng nút M43, M50, M43 gì đó biết. M43 buồn quá. Cái cổ anh em dòm cho em này nó dày lắm. Vải này dòng kaki nó dày hơn cái thằng M65 một chút. Nó là đời đầu của thằng M65 nha anh em. Vai 50, dài 75. Thằng M43 này thì nó đẻ ra trước rồi mới tới M51, mới tới M65 à. Con này xuống đều màu. Những cái màu thiệt của nó là chỗ này anh em này. Nó chỉ có một chút góc ở đây thôi à, còn ngoài này là nó bạc hết nha. Nói chung là nó xuống màu nhưng mà vải dày như con bò á. Vải rất là dày à, nắp túi giống của thằng Pháp à. Đời đầu núp nâu này. M40 hay M43 gì đây không biết. À, tem tụng thì chắc chắn là cũng không còn nữa rồi. 34R tức là Reuler anh em, phải cao 1m7 trở lên á. Giá của nó 400 mã 61 này. Nói chung cái vải này thì thao anh em lượn. Có chữ A như M65 này. Dây nó thuộc về màu xám đi. Ở đây nó mất một cái nút nha. Xuống đều màu, rất là đều màu. Ở sau này có một bẹt dơ này, anh em nhìn thấy không? Một bẹt dơ này. Đều, đều hết. Anh nào mà sưu tầm một con M65 mà bỏ sót những dòng này, nếu mà mình sưu tầm thì anh em cũng vẫn là bị thiếu anh em ạ. Nếu mà bỏ sót con này là bị thiếu. Khi sưu tầm là phải có M40, M41, M42, M41, tới 51 cho tới 65 luôn ha. Tức là phải có logic của nó, trật tự của nó. Em đo lại là vai 50, dài áo là 74. Cái độ vải này bền thì cho anh em bao anh em tha hồ vi vu luôn. Chỉ có cái nó xuống màu thôi. Nhưng mà vải còn dây dặn, rất là bền ha. Núp là bền à. Lúc mà vừa với like phát rất nữa nè. Nhưng mà đừng có hỏng mà bứt được cái này ra này. Cái chỉ nó đơm là nó cứng ngắc. Nhưng mà do ép kíp thì nó sẽ vỡ cái nhựa ra thôi. Rồi, tiêu hủy mất một cái nút. Bây giờ lấy nút nào mà bù vào. Bên này được có nút, bên này cũng được có nút. Giờ có đưa nút này xuống thôi. Bây giờ muốn đẹp là đưa nút này xuống đây đơm lại thôi. Rồi con này là 60 đến 70 ký hết đắt. Anh em mà bụng to là 70 là hơi bị chật á. Có cái bụng chà bá lửa là hơi bị chật á. À, anh em mà bệnh thoải mái thì bụng to là phải 50. 50 bụng to. Rồi chốt giùm em con này giá chỉ có 400.000 mã 61 này. Nói chung ở đây có bị lũng rồi này bà con ơi. Đây có hai lỗ lũng rồi này. Giờ banh ra đây mới nhìn thấy hai lỗ lũng. Vải dày và ấm nha. Hai lớp y hệt như một con M65 mà anh em bệnh thôi. Không có ruột. Tức là không có cái lót màu đông mà. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn anh chị em tối nay 7 giờ tiếp tục nha anh em. Tiếp tục chiến đấu. Chơi khô máu thôi. Em bye ạ.